Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2021 nhằm ngày 21 tháng 7 năm âm lịch, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài trong một tuần vừa qua ổn định, mức giá tăng giảm không đáng kể. Giá xoài kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà con nào có xoài cần bán hãy liên hệ chính quyền địa phương tại nơi bà con để được hướng dẫn bán xoài mà không vi phạm chỉ thị 16 nha bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc mua xô từ 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg. Xoài cát Chu Xanh xô từ 12.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Xoài cát Chu Vàng xô từ 16.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Xoài keo mua xô từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh và vàng mua xô lùa từ 15.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Xoài Tượng Gia xanh có giá 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Xoài Tứ Quý mua xô 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!